Truy tìm sao nữ có nhiều phim trăm tỷ nhất điện ảnh Việt, Lan Ngọc, Khê Đình Những Sao Kè quyết liệt, sau cùng lại thua đau trước một cái tên. Tuy không phải tất cả, nhưng màn thể hiện của các diễn viên là một trong những đóng góp quan trọng giúp các tác phẩm điện ảnh đạt được doanh thu cao. Vậy bạn có biết sao nữ nào đang sở hữu nhiều tác phẩm trăm tỷ nhất trong lịch sử phòng vé Việt không? Cùng tìm hiểu nhé, chắc chắn cái tên này sẽ làm bạn bất ngờ đó. Ninh Dương Lan Ngọc, chắc hẳn cái tên mà nhiều người sẽ nghĩ đến đầu tiên là Lan Ngọc. Thật vậy, khán giả ưu ái gọi Lan Ngọc với danh hiệu Ngọc Nữ không chỉ vì cô đẹp, diễn giỏi mà một phần cũng là vì những tác phẩm mà cô chịu tham gia vẫn thường là thắng. Lan Ngọc ghi tên mình vào danh sách này với hai bộ phim cán mốc trăm tỷ là Gái Già Lắm Chiêu 3 và Cua Lại Vợ Bầu. Ở cả hai tác phẩm này, Lan Ngọc đều đảm nhiệm vai nữ chính. Riêng ở Cua Lại Vợ Bầu, màn kết hợp của Lan Ngọc và Trấn Thành đã giúp tác phẩm đạt doanh thu sắp xỉ 200 tỷ. Và cùng với Gái Già Lắm Chiêu, Lan Ngọc đã thành công tạo nên cho mình một thương hiệu riêng với hình tượng mít kiêu quyền lực, tự tin và bản lĩnh. Khê Đình Nguyễn. So với nhiều diễn viên điện ảnh khác, Khê Đình Nguyễn hoàn toàn non nớt về kinh nghiệm, nhưng điều đó không nói lên được gì về chất lượng các bộ phim mà Khê Đình Nguyễn đóng cả. Giống như Lan Ngọc, cô nàng có tận 2 dự án đoạt doanh thu trăm tỷ, đó là Em Chưa 18 và Tịch Trăng Máu. Nếu như Lan Ngọc phải mất nhiều năm lắm mới gặt hái được những thành tích khủng tại phòng vé, thì ngay từ khi mới chạm gót điện ảnh, Khê Đình Nguyễn đã tạo nên cơn địa chấn. Vai diễn đầu tay ở Em Chưa 18 đã giúp cái tên Khê Đình Nguyễn lập tức đến gần với khán giả. Trở lại với Tịch Trăng Máu, người ta thấy được một Khê Đình Nguyễn sắc sảo và có chiều sâu hơn. Tác phẩm này đã giúp nữ diễn viên chứng minh được thành tích năm 19 tuổi của cô không phải là một may mắn. Góp mặt cùng dàn diễn viên gạo cội như Thái Hòa, Hồng Ánh, Thu Trang, Khê Đình Nguyễn vẫn tìm được cho mình không gian để tỏa sáng. Và rõ ràng danh xưng mỹ nhân trăm tỷ dành cho Khê Đình Nguyễn là hoàn toàn xứng đáng. Thu Trang, Để Mai Tính Hai được ra rạp năm 2014 và cũng là tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt đạt doanh thu trăm tỷ. Ở tác phẩm này, Thu Trang đảm nhận một vai nhỏ, ghi điểm với những miếng hài. Nhưng những gì mà Thu Trang mang đến điện ảnh không chỉ là những màn tấu hề. Chị 13, Ba Ngày Sinh Tử và Tiệc Trăng Máu là hai dự án trăm tỷ tiếp theo của nữ diễn viên. Với hai tác phẩm này, Thu Trang đã cho thấy năng lực hóa thân tuyệt vời của mình. Đặc biệt là với Tiệc Trăng Máu, Thu Trang có những phân đoạn đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất rất cao. Khi nhân vật này vốn có tâm lý phức tạp, mang màu sắc chính kịch nhiều hơn. Lê Giang đã xuất sắc vượt mặt dàn mỹ nhân đình đám trên đường đua trăm tỷ vừa rồi với bộ sưu tập 4 vai diễn siêu chất gồm Cua Lại Vợ Bầu, Bố Già, Nhà Bà Nữ và Chị Em Em 2. Ở Cua Lại Vợ Bầu, Bố Già hay Chị Em Em 2, Lê Giang đều chỉ đảm nhận vai trò phụ. Vai diễn của cô tuy không phải chính diện nhưng vẫn tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ nét diễn duyên dáng, thú vị. Nhiều người sẽ nói thành công của Lê Giang ở điện ảnh là nhờ núp bóng Trấn Thành. Nhưng rõ ràng nếu nữ nghệ sĩ không có năng lực thì đã chẳng được một đạo diễn khó tính như Trấn Thành liên tục mời hợp tác. Đóng vai chính, bà Ngọc Nữ có tính tình dữ dằn, Lê Giang đã cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và đặc biệt cô cho thấy một hình tượng hoàn toàn khác những vai diễn trước đây của mình. Doanh thu Nhà Bà Nữ đã vượt mốc 400 tỷ, đưa Lê Giang trở thành nữ chính có doanh thu cao nhất làng điện ảnh Việt hiện tại. 4 sao nữ trăm tỷ trên đều trải qua hành trình cố gắng khác nhau, người may mắn vang danh từ tác phẩm đầu, người ghi dấu ấn từng bước một qua các vai diễn. Và cũng có những cái tên mang kinh nghiệm lâu năm từ lĩnh vực khác vào sân chơi mới. Song, tài năng và sự nỗ lực của họ là điều mà ai cũng phải ghi nhận. Còn bạn, bạn nghĩ sao về 4 diễn viên này? Follow Đào Showbiz để cùng đào sâu mọi vấn đề nóng hổi ở Showbiz nhé!